Em mượn đó. Đừng có giật nha, đừng có giật nha, đừng có giật nha. Hả? Nhiêu? 36 ngàn. Đang phiêu nhạc. Có người đến, có người đi rồi 36 ngàn. Giá tiền liền, giá tiền lẻ, giá tiền rồi đi. Bật cam lên đầy đủ ra ha. Vậy là mình bắt đầu chuyến đi tiếp theo của mình. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cvlog. Đây là video thứ hai trong đêm hôm nay. Đêm đầu mình gặp gái là mình thấy là mình hăng hái là một đêm rồi đó. Rồi các bạn nào xem video cái series mà chạy xe điện của mình đó là các bạn biết rồi đó. Con này đi chở khách là không gì để bàn. Khách nào cũng khen hết đó. Bữa giờ chở được hai khách, là hai khách đều khen con xe này rồi. Mình biết tới khách thứ ba rồi, khách thứ ba có khen không nữa. Dạ, cứ bấm cái chân. Bấm đi, thật đấy, các bạn ơi. Mình đi ra đường đó các bạn. Quay giờ này á, rất là nhiều người để ý khi mà mình dừng đèn đỏ. Là mình trang bị rất là tốt, camera cả hai cái, rồi giá đỡ điện thoại, đi xe điện nữa. Không, dạ anh gáp đô thử. Rồi, dành cho các bạn nào chưa biết thì con xe điện này nó đi được 140 km cho một lần sạc. Cái vận tốc nó có thể đạt được là 55-60 km/h. Nó được mệnh danh là tiết kiệm gấp 33 lần xe ga. Thì các bạn nào xem video của mình thì mình nhắc rất là nhiều về việc này ha. Để kiếm chỗ nào mua nước uống đã. Cú xe vừa gọi được bó 20 ngàn. Nhưng mà để rút kinh nghiệm cho video trước thì mình xin phép. Chắc các bạn cũng nói nhiều đúng không? Là mình đã có che mặt á. Thì có những video mình quay á thì khách chủ động nhắn tin cho mình, nói anh ơi sao quay em rồi gì tam la cái thứ. Thì không, mình che mặt như chắc. Chỉ còn tồn tại những câu chuyện và những cái chuyện xấu đẹp, những cái chuyện nhận dạng bạn bè cái thứ này nó cho qua hả. Đây Family Max, vô mua chai nước uống chơi. À con này còn có Smart Key nữa các bạn, rất là phê. Uống sữa đi, uống sữa cho tăng cân. Lưu trí. Em có thể đổi tiền lẻ không? Vậy để em lấy tờ 500. Hả? Tại em không có tiền đổi rồi. 22 à? Ừ, có thì đổi cho em đổi 500. Vậy thôi 100 cũng được. Ủa cái chú đó là bảo vệ hả? Hay là chú ngủ ở đó? Cái chú ở ngoài đó đó. Mua thêm chai sữa đi. Mua thêm chai nữa. Giờ chút ra lấy tiền chẳng. Trời ơi, đi ra để vô mà chưa có cuốc xe nữa anh em. Tôi khổ quá mà. Trời, cảm ơn nhiều nha. Chú, con mời chú chai sữa. Dạ không, xe này không có biển số. Dạ nó là xe điện. Dạ. Dạ. Dạ nó là chạy bằng bình á. Dạ chạy được 140 km. Dạ mình đi nhiều thì mình sạc nhiều thôi chú. Thì chú con đi nha. Trời ơi, cô bị chưa phát cứu cho tu nữa. Ôi trời ơi. Ủa đây bán gì vậy ta? Này bán gì mà dọc đây đông dữ vậy ta? Lâu quá không ra đường thành người tối cổ rồi anh em. Sao người ta ngồi đây nhiều dữ vậy ta? Bộ đây sắp chuẩn bị có biến giống như là những cái cột hàng các bạn muốn đi bộ hả ta? Ê, ế quá đi anh em ơi, đi nãy giờ 3-4 cây số rồi. Có phút rồi nè. Chết cha, GoFood hả? GoFood hả? Mình thì rất là ghét giao hàng. Nhưng mà thôi, lỡ rồi. Tô cô. Bây giờ là mình sẽ điện cho nhà hàng để mình hỏi còn mở cửa không, rồi mình mới điện cho khách. Là mình điện hai cuốc, bữa là có kinh nghiệm rồi các bạn. Alo, bên em là Go Việt, có khách đặt một trà sữa vị nhài xanh L. Rồi ok, em chạy qua liền. Ui,
gì, vụ gì mà căng thế. Cái câu của miệng của những anh em tài xế thì mình nghĩ là các bạn đó là alo em là công việc, alo em là gáp, em là gì đó, thì những người nhận hàng mới biết. Tại vì không phải là mình chỉ đặt một đơn ra là ủa em đang đâu vậy, anh sắp tới nè, mình đâu biết ai đâu. Thì để tránh cho tình trạng bị không có tiền bo hay là cái dịch vụ của mình đi xuống á, thì mình khuyên các bạn hãy điện là ồ em là gì đó, công việc Grab gì đó, GoFood gì đó, nó sẽ bắt nhịp cái câu chuyện nhanh hơn, thay vì phải kiểu mình phải đáng mò với nhau thì cứ nói thẳng với nhau tôi là GoFood, tôi bây giờ là tôi đi qua Tokotoko tôi mua trà sữa, tôi ở nhà tôi hay lười biếng á các bạn. Tôi có đặt nào, tôi có đặt GoFood, GoFood để tôi đi mua đồ ăn á, tại vì mình làm đêm á, khuya á, 2-3 giờ sáng mình đặt đồ ăn hoài à. Thì thường là mình sẽ bo ha, các bạn nào mà dịch vụ ok là mình bo hết, tại mình trả tiền là trả tiền cuốc xe, nếu mà dịch vụ các bạn ok thì mình chắc chắn sẽ bo, chắc chắn là như vậy. Rất hiếm khi có một cuốc xe nào đó mình không bo. Đây, Tuko có một cái biến đó là nổi tiếng, các bạn nhớ không? Nhớ cái biến đó không? Phải làm chứ chú, không làm tiền đâu mà xài chú. Thôi cố lên chú. Hả? Chịu cực đi, sau này xịu cổ chú ơi. Cho em một đơn này. Em mượn đơn. Đừng có giật nha. Hả? Nhiêu? 36 ngàn. Đang thương nhạc. Có người đến, có người đi rồi 36 ngàn. Giá tiền về, giá tiền lẻ, giá tiền rồi. Cũng đưa trà sữa mới đi được chứ cha. Không chơi nha. Hả? GoPro. Minh Nhi hả? Lê Huỳnh Minh Nhi, cái tên nghe lại chứ ta. Anh nè. Chơi lóc hả? Ừ. Trời ơi, quen thế. Có giảm giá không? Trời ơi, làm liền đi cho anh em. Trời ơi, có không? Có mới nói nha. Trời ơi, quen lắm rồi. Nói chứ anh có sữa rồi, cảm ơn nha, anh mới mua sữa không rồi. Đó. Hồi nãy đứa nào mà test phong không ok là bị quay lại hết rồi đó. Ở đâu mà dừng bỏ qua cái này dữ vậy? Chạy sáng nãy giờ mà. Ủa, chạy bay anh. Hả? Chạy bay à. Bây giờ nó có phút thì chạy phút thôi. Ở đâu từ con tự biết sọt. Anh cảm ơn nha. Có gì đi dễ hơn nha. Ok. Rồi, để đây. Mình có bán giá đỡ các bạn. Nhiều bạn cứ hay móc vô đây nè, rồi qua gãy cái và đổi thừa mình nè, khổ ghê á. Cái này làm cái để kẹp điện thoại và để kẹp cái này đâu. Chị ơi, em nhận được cái trà sữa rồi, bây giờ em giao cho chị nha. Ok, em cảm ơn chị. Bây giờ là tôi đi Hoàng Hoa Thám, đi ra Trường Chinh là phải quay đầu đúng không? Các bạn nào có xem video của mình và đang làm những cái quán trà sữa mà mai mốt có gặp mình thì nhớ tặng cho mình một ly trà sữa nha. Trời ơi, đó là một cái donut nhẹ cho tôi để tôi có động lực tôi quay đêm cho các bạn xem. Vui lắm các bạn. Khi các bạn đi ra thực hiện cái công việc yêu thích của mình là cái công việc không phải là chạy xe ôm nha, mình không đang nói về xe ôm, mình nói về chia sẻ những cái câu chuyện mà mình gặp được những người mà họ nhận ra mình, họ tương tác với mình những cái câu chuyện vui vậy, mình rất là vui nha. Thế còn mình thật sự mình rất là ngại những cái tình huống mà anh đó nhìn ra mình ở ngoài đường á mà ơ em chờ anh ở xe bơi vlog phải không, rồi bắt tay cái thứ thì thật sự mình nói là cái hành động đó mình rất là ngại, vì các bạn gặp mình thì mình rất là vui, nhưng mà có một cái là mình phải nói chuyện với các bạn trong khi là mình đang chạy xe á, nó rất là nguy hiểm các bạn. Cái hành động mà mình để ví dụ vậy nè, chào xe lên vlog rồi kiểu nói vậy nè, thì những người đi đằng sau á họ không có vượt mặt được, họ không đi đường, họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu, và mình phải đi hàng hai mình nói chuyện với nhau, mình nhìn vậy thì mình không nhìn đường trước. Thì các bạn hay nói mình là ủa sao anh không thân thiện, thực ra là mình cười
mình hay cười vậy nè, rồi mình gật đầu mình chờ cái thứ nhưng mà nó gộp đồ nó chống rung tốt quá rồi mình gật đầu các bạn đâu có thấy đâu, mình cười các bạn không đâu có thấy đâu đúng không, mình các bạn đâu có nói mình chảnh hay là tôi bắt chuyện, thật ra là mình rất là muốn bắt chuyện, mình rất là muốn nói với các bạn, nhưng nói cái gì bây giờ, bạn thì rất là hiểu rõ về cái công việc của mình và những video mình quay, nhưng mình không có biết bạn, thành ra là những tình huống đó mình không thể bắt đầu một câu chuyện để giao tiếp, tại vì mình gặp nhau có vài giây thôi. Thật ra cái việc này nói là khó, bữa nào đi bữa nào rảnh đó cái mình gọi mình lên một cái video gọi là Q&A, nghĩa là trả lời những cái thắc mắc của các bạn. Còn mình thì thích làm những cái video mà nó mang lại sự thú vị cho các bạn thôi, chứ mình không có muốn làm những video theo trào lưu, theo phong trào hay là theo đúng trend hay gì đó, thì mình thật sự là mình không thích làm nó cái đó lắm. Có những cái đơn phút này nè thì mình mới có nhiều thời gian mình tâm sự, mình bla bla nói chuyện danh dự đó cho các bạn nghe, chứ còn những cái đơn công việc á mình hay tập trung vô câu chuyện của khách hơn hả. Thì mình xin nhấn mạnh với các bạn là mình chạy con xe này là mình không có cần đổ xăng, không có cần phải thay nhớt hả. Cái những cái mà mình có thể thay trên con xe này là ba thứ cực kỳ quan trọng, đó là bố thắng thì bắt buộc bố thắng thắng thì nó phải mòn, mòn thì phải thay. Cái thứ hai là bình ắc quy xài nó sẽ giảm tuổi thọ dần theo thời gian, nhưng mà cái tuổi thọ của bình ắc quy nó rất là dài, rất là cao. Các bạn để ý đi, những cái bình ắc quy mà trên những cái xe máy bình thường á, các bạn xài bao nhiêu lâu thì nó mới hư. Cái tiếp theo các bạn sẽ thay, mà không gọi là thay mà tốn kém cho cái khoản chi phí, đó là rửa xe đó. Nếu mua xe điện chỉ có tốn ba cái đó thôi, mình không có tốn quá nhiều tiền để nuôi nó. Để đi được một cái tốc độ 140 km á, thôi mình nói về cái bình zin lúc đầu là lúc mà xe vừa bước ra khỏi cửa hàng đi, là các bạn đi được 90 cây số trên một lần sạc. Một lần sạc mà đã được test và đo và kiểm định các thứ thì nó chỉ tốn 3.000 đồng thôi, có nghĩa là chưa tới một số điện là một ký điện á, thì rơi vào tầm khoảng 3-4.000 đồng tầm đó. Thật ra không biết sau này GoViet hay là Grab hay là xe ôm công nghệ nào mà cho phép tài xế để thực hiện cái công việc của mình bằng xe này á thì ngon hả? Giúp cho tài xế kiếm thêm nhiều thu nhập hơn, không có phải lo quá nhiều về vấn đề xăng cộ nhớt nhau các thứ. Ồ, mình cực kỳ ghét những cái xe Sirius mà các bạn tháo mất cái chụp đổ của nó ra. Các bạn coi đó, đi đằng sau á, nó giống như cái đèn chợ sáng vậy á, nó pha thẳng vô mắt người luôn, rất là chói luôn á. Đi sau những con này chói lắm, thôi vượt mặt nó đi. Đi sau chói mà cố luôn á. Nói xe điện chứ trong nội thành mà nó chạy kiểu này thì cũng quá cha ông nội ta rồi. Đấy, không mấy bữa nào mình làm một cái video mình kể về tuổi thơ bất hạnh của mình cho các bạn nghe hãy. Tuổi thơ đi bụi. Ồ, vui á, mình mà ngồi mình nhớ lại mình kể cho các bạn nghe chắc vui á. Cái điều mà mình cần phải quan tâm lần hồi qua đó phục vụ sao để kiếm thêm vài đồng tiền bo đây nè. Anh em cho cái cảm nhận coi, hôm nay là mình bắt đầu có cái sự chuyên nghiệp hơn đúng không? Đây là cơn đơn GoFood thứ ba. Hồi trước mình có chạy một đơn, vừa rồi mình có quay video một đơn. Đơn này là đơn thứ ba. Rồi, ở đâu đây? Ở đâu vậy chị? 225. À rồi, ok. Em đây. Giá của mình là 55.000 tổng cộng. Em thôi chờ. À, bao em luôn hả? Em cảm ơn nha. Vậy là xong cuốc xe thứ hai trong đêm hôm nay. Được bo thêm 5 ngày nữa các bạn. Được bo thêm 5 ngòn nữa. Rồi, mình nghĩ video này cũng già rồi đó. Xin phép các bạn kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video thú vị của mình nha. Hẹn gặp các bạn ở một video sau. Và hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái chuyến đi của mình. Bye bye.